củi. Khi hay tin dữ, tôi liền chạy đến. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cậu đã báo quan chưa? Bọn chúng là cướp cạn hay là trộm giặc mà ra tay tàn độc đến như vậy? Mẹ tôi chết, trên tay cầm chặt cái này. Cúc áo. Là của Đào Tân. Chẳng lẽ chính nó lại là hung thủ? Nhưng tại sao nó lại giết mẹ cậu? Do thù oán hay là do lo sợ? Thôi, tôi hiểu rồi. Hôm trước vì bức bách quá cho nên tôi buộc miệng nói rằng ông chủ để lại chút thư mà cậu là người đã cất giữ. Tôi đã vô tình làm hại mẹ của cậu rồi. Chút thư? Đúng. Sự thật thì ông chủ chưa kịp viết chút thư gì hết. Nhưng vì tôi làm như vậy là để đuổi nó đi. Ai dè nó tán tận lương tâm đến nhà cậu tìm chút thư. Có lẽ vì vậy mà bà đã liên lụy tính mạng. Cái chết của ông chủ cũng đáng nghi ngờ, nhưng vì không có chứng cứ để buộc tội nó, đúng là ghê sợ. Vì gia sản và địa vị thiếu gia mà nó có thể làm bất cứ chuyện gì. Không thể nào, không thể nào. Tôi và cậu đem bằng chứng này lên báo quan, không thể nào để cho nó tắt qua tắt quá như vậy được nữa. Tôi sợ sau này nó sẽ hại đến cậu đó. Mẹ ơi, nếu mẹ không quay về đây thì đâu xảy ra chuyện. Có lẽ giờ này hai mẹ con mình có cuộc sống yên ổn và vui vẻ bên nhau. Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ lại muốn con gặp cha để mẹ chịu cảnh hoang ớt như vậy? Mẹ ơi! Đúng rồi, tại ngươi, tất cả là do các ngươi. Nếu các ngươi không xuất hiện á thì mẹ ta đâu có chết. Cậu ạ, ta đâu có mất mẹ ta đâu. Ta không cần cái gia sản, ta không cần chung thư, ta chỉ cần có mẹ ta thôi. Mẹ, con sẽ đưa mẹ về chốn cũ để hai mẹ con mình được gần nhau và có cuộc sống hạnh phúc đầm ấm như xưa nha mẹ. Mẹ, cậu cậu ý à? Cậu hãy bình tĩnh. Cậu ý, cậu ý.